Vào thời điểm này thì Hiền Trinh còn hai phong cách nhạc chưa thể hiện, đó là nhạc cách mạng và nhạc trẻ. Và trong đêm đi thứ 3, Hiền Trinh đã chọn nhạc cách mạng và ca khúc được mang tên Bài ca Hồ Chí Minh. Với ca khúc này, Hiền Trinh muốn thể hiện một niềm tự hào và một sự kính yêu đến Bác Hồ, một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước. Trên trời ở nơi xa đó người dân đói nghèo, từ đâu thương người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rồi chiều sáng dần mình. Ô Hồ Chí Minh, ô Hồ Chí Minh, vượt trận sóng người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí đến từ Hải Phòng, mã số bình chọn 07 với một sáng tác của Ivan Markon dịch lời vì Phú Ân, bài ca Hồ Chí Minh được bạn chọn làm thể loại ca khúc truyền thống cách mạng với phần hỗ trợ của nhóm bè. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá của ban giám khảo. Xin mời. Xin cảm ơn Trinh. Trinh đã hát bài hát ngợi ca Bác Hồ. Chị nghĩ rằng là rất là tình cảm
Và trong đó chị thấy được cái tình yêu của em dành cho Bác Hồ. Tất nhiên là em đã hoàn thành rất là tốt bài hát này, nhưng cho chị góp ý, tức là ở những cái nốt trầm ấy thì em hát hơi bị mờ. Giọng em nên phát triển và quan tâm hơn ở những cái phần trầm của mình. Đấy là cái yếu điểm duy nhất. Và ở những cái nốt cao thì chị nghĩ rằng trong cái bài hát vừa rồi hôm nay em hát rất là hay. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Trinh đã chọn một bài hát rất hay của Ewan McCall, tác giả người Anh. Và bài hát này, một tác giả nước ngoài viết, thì cũng thể hiện cái tình yêu của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới dành cho Bác của chúng ta. Và trước khi thể hiện bài hát thì em đã có những đoạn tâm tình rất là cảm động. Và chị thấy được những cái tình cảm em dành trong bài hát, sự nhiệt huyết và quyết tâm khi mà thể hiện những cái đoạn nhanh, mạnh. Tuy nhiên, có một điều chị góp ý với em, đó là cả bài hát chị chưa nhìn thấy điểm nhấn. Nó vẫn là một màu, ngay cả khi mà dàn nhạc thay đổi giọng của bài hát lên nửa tông và tiết tấu cũng có nhanh cuộn hơn, thì em vẫn hát dàn trải nhiều quá. Em nên hát gọn chữ, nhất là những đoạn Hồ Chí Minh. Nó có cái gì đó hào sảng và mạnh mẽ hơn. Và chị thấy rằng với bài hát này, dường như vẫn là một giải pháp an toàn đối với em khi em chọn ca khúc này dự thi. Mặc dù đây là một bài hát rất hay, nhưng mà ở những cái đoạn em chuyển giọng, chị nhận thấy giọng em rất đẹp. Em có thể pha giọng và em chuyển rất sáng. Thì chị nghĩ rằng em còn có thể tự tin để chọn những bài hát phức tạp hơn rất nhiều để em thể hiện. Và chị hy vọng rằng những vòng thi sau em sẽ có những bước phá hơn nữa. Cảm ơn em. Xin cảm ơn những ý kiến đánh giá của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho Lưu Hiền Trinh. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 19,40. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 19,30. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 19,20. Nhạc sĩ Việt Anh 19,40. Thưa quý vị, hãy ủng hộ cho thí sinh Lưu Hiền Trinh bằng cách nhắn tin bình chọn cho bạn ấy. THTH khoảng cách 07 gửi về 8483. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo.